chơi vòng 3 ai hiểu con hơn. Thử thách cuối sẽ có 5 câu hỏi xoay quanh về bé hoặc về gia đình. Trong vòng 90 giây, ba mẹ và bé sẽ cùng trả lời câu hỏi. Thời gian sẽ được tính và dừng lại sau khi cả hai bên đưa ra đáp án của mình. Mỗi đáp án trùng khớp tương ứng với một hộp quà may mắn trong tổng số 5 hộp quà với số tiền thưởng ngẫu nhiên 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu đồng. Số tiền thưởng mà gia đình nhận được chính là tổng số tiền từ hộp quà may mắn mang lại. Và bây giờ hãy sẵn sàng với 5 câu hỏi dành cho gia đình của bé Hoàng Mai. Và hy vọng là chúng ta trùng khớp hết cả 5 câu để có 5 phần quà ngày hôm nay. Thời gian chỉ có 90 giây thôi. Chúng tôi sẽ tính giờ trong quá trình đọc câu hỏi và chúng ta ghi ra đáp án trên bảng trắng. Và thời gian sẽ tạm dừng để chúng ta kiểm tra đáp án. Hoàng Mai, động viên ba mẹ đi nào. Dạ ba mẹ cố lên. Cố lên. Ba mẹ, rồi, ba mẹ sẵn sàng, Hoàng Mai sẵn sàng. À, và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên. À, câu hỏi như sau. Món phụ kiện hay trang sức nào mà con thích nhất trong tủ đồ của mình? Của mình nha, chứ không của mẹ mình nha. Nói về sở thích của mình nha. Của mình thôi, cái tủ của mình. Phụ mình kiện thì có phụ nhiều kiện. Chứ mình không được nói quần áo là cái trang phục chính rồi, đúng không? Kiểu như là đồng hồ, vòng đeo tay. Trang sức này nọ ha. Chính xác luôn. Bông tai, trộn con gái nhiều lắm nè. À, bên đây xong rồi nè. Chắc gì tóc giả đó. Bên kia xong luôn rồi kìa. Rồi, thời gian tạm dừng, úp bàn xuống. Rồi, 3, 2, 1, câu trả lời là kính mát, vòng tay. Chưa trùng khớp rồi. Không sao hết, tại vì sao câu này hơi khó. Trang phục phụ kiện cũng nhiều lắm. Nhiều quá. Nhưng mà không sao, thời gian vẫn còn và câu hỏi vẫn ở đó. Bây giờ sẽ là câu tiếp theo từ chú Hoàng Lapper nha. Trong ba và mẹ thì ai là người thường chiều chuộng con nhất? À, sẽ ở có một người nghiêm khắc. Giữa anh với vợ thì ai chiều con nhất? Anh, tại vì bà xã anh hơi khó tính. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. 3, 2, 1, đáp án là ba. Ba. Quá giỏi, trùng khớp một câu rồi, chính xác nha. Thử thắng xong lên nha, có một câu trùng khớp rồi nha, là một phần quà đó mọi người. Rồi, câu hỏi số 3. Kể tên một món quà mà con thích nhất khi được mẹ tặng. Chà, mẹ tặng trước giờ nhiều lắm à. Hồi trước giờ em hay được tặng gì? Em được tặng quá trời luôn. Em được tặng sách nè, quần áo nè, đôi giày mới nè, áo bông nữa, nói chung là rất là nhiều. Bây giờ mà nói thích nhất là không lì xì tiền luôn. Có chứ, Tết là phải có lì xì tiền chứ. Hợp lý, nhưng mà quan trọng là bé thích cái gì. Đóng bảng lại. Xem tâm lý của bé. Rồi, đóng lại, thời gian tạm dừng. 2, 1, đáp án là gấu bông. Giày, gấu bông. À. Đều là những món con gái rủ của mình thích hết trơn, nhưng mà chưa trùng khớp. Không sao, cơ hội vẫn còn. Câu hỏi thứ tư như sau. Giữa môn toán và môn tiếng Việt thì bé Mai thích học môn nào nhất? Môn toán và tiếng Việt. Đó, tiếng Việt là về ngôn ngữ, về chữ. Còn môn toán là những con số nè, cộng trừ nhân chia nè. Đó, mình xem thành tích học tập của bé cao hơn cái nào, chỗ nào, mình ghi ra cái đó. Rồi, xong rồi. Xong rồi, thời gian tạm dừng. Xin 3, mời. 2, 1, xin mời đáp án. Tiếng Việt. Yeah. Trùng khớp, xin chúc mừng. Chúc mừng. Hãy cùng đến với câu hỏi cuối cùng. Thời gian còn rất ít nha, mọi người cố gắng trả lời nhanh nha. Câu số 5 của chúng ta như sau, Hoàng Mai sẵn sàng nha. Lần gần đây nhất mà con làm mẹ giận là vì điều gì? Giận hoặc là mẹ buồn, mẹ khóc ha. Mẹ buồn quá, mẹ khóc. Vì sao đó. Tại vì con nghe dẫn chương trình với chú Hoàng Rapper giận luôn. Đổi MC đi. Thôi, chú Hoàng Rapper duyên lắm sao đổi được. Rồi. Nhưng mà xong rồi. Rồi. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời đáp án. Không tập trung. Điện thoại. Cấn cấn rồi đó. Không tập trung làm sao con? Dạ, khi con học hành không tập trung. À, trong lúc học, học ở lớp hay là học ở nhà? Dạ, học ở nhà. Trời ơi, y chang với đứa nhỏ nhà anh luôn á. Cứ bị phân tâm vì cái tivi, vì cái cảnh vật xung quanh, vì cái bút chì, vì một cơn gió thoảng qua. Nó cũng bé bé cũng phải phân tâm rất là nhiều. Đó là tâm lý chung của trẻ mà. Dạ. Còn ba mẹ thì... Còn điện thoại là sao vậy cái mẹ? Cái chuyện gần đây là cái chuyện điện thoại là chuyện gì mẹ? Dạ. Chẳng hạn như là con... Khi mà con cầm điện thoại thì mẹ nói gì con cũng không nghe. Cũng giống giống là không tập trung vậy đó. Phải như con tập trung học giống như tập trung vô màn hình điện thoại là đỡ quá. Rõ ràng là bé cũng mà mê. Đó, con thấy không? Chỉ cần mình đặt cái vị trí mục tiêu đam mê của mình ở đâu là mình sẽ tập trung ở đó thôi. Con dễ dàng tập trung học được nếu như mình cố gắng, mình chú ý vào bài tập nha. Cố gắng hơn nữa. Như vậy là không trùng khớp. Kết thúc 90 giây và trải qua 5 câu hỏi thì cả nhà của mình đã có tổng cộng là 2 câu trả lời trùng khớp, đồng nghĩa với việc quà tới 2 phần. Xin mời. Ta. Wow. 2 hộp quà đó. Con chọn hộp số mấy? Dạ số 1. Số 1, hay quá, nhanh quá. Rồi chào giữ đó. Chào con hộp quà số 1. Số mấy nữa nè? Ra nha. Dạ số 3.
Số 3. Hay quá con ơi. Quà tới, quà tới. Bây giờ cái phần hấp dẫn nhất đó là mình sẽ mở hộp quà ra và xem có gì bên trong nha. Con muốn ai mở? Dạ, ba mẹ mỗi người hợp. Hay đó quá bên à, mẹ mở đổi bên luôn. Ờ, đó, ba mẹ chọn màu đó cho nó hợp. Màu đỏ. Ba mẹ mở trước nào. 3, 2, 1, mẹ ơi. Lấy quà ra. Lấy ra luôn. Wow, 3 triệu đồng. Yeah. Rồi, xin mời ba. Để ba. Mở và lấy ra nào, bao nhiêu nào? Yeah. 1 triệu đồng. Tổng cộng là bao nhiêu con? Dạ, 4 triệu. Giỏi, 4 triệu đồng là phần thưởng ngày hôm nay dành cho gia đình của bé Mai. Và đây vẫn là nhiệm vụ của Tuyền, đó là trao giải thưởng dành cho đội thắng cuộc của ngày hôm nay tại cả nhà cùng vui 4 triệu đồng dành cho gia đình Hoàng Mai. Và bây giờ sẽ là những tình cảm, những lời nhắn nhủ của ba mẹ dành cho bé Hoàng Mai ạ. Xin mời. Bữa nay nói chung là con có chiến thuật tốt, đó là cái giỏi của con để con quyết định có phần thưởng ngày hôm nay. À, rồi con muốn nhắn nhủ gì cho bé Hoàng Mai trong tương lai luôn không ba? Con cố gắng phát huy cái thế mạnh của mình. Mẹ ơi, mẹ có điều gì muốn nhắn nhủ với bé không nè? Mẹ muốn nhắn nhủ với con gái là mẹ rất là yêu con. Con đến đây trải nghiệm vì vui và tinh thần học hỏi, đúng không con? Đúng. Rồi, xin được cảm ơn cả nhà và em bé của mình ơi, hôn ba mẹ mỗi người một cái đi nè. Giỏi. Giỏi. Rồi, cả nhà cùng vui. Xin cảm ơn quý vị và mong là quý vị luôn có được những tiếng cười, những kỷ niệm rất là vui cùng với cả nhà cùng vui quý vị nhé. Và hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi. Chương trình Cả Nhà Cùng Vui được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 11 giờ 30 trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.